Hello Universe, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Cường X. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cái buổi tập thứ ba, đó chính là mông, đùi và lưng. Đây kiểu như là một cái buổi tập rất là ám ảnh đối với cái người tập gym. Nhưng mà thầy cũng nói luôn á là nhờ cái việc tập chân với mông này nè đã khiến thầy từ một thằng có đít lép trở thành một cái thằng có đít dịch. Đó. Cho nên là với các em mà muốn có cái đùi săn chắc hay là mông bự hay là mông săn á thì tuyệt đối là không có thể bỏ qua cái vlog này. Như thường lệ ở một buổi tập á sẽ có một trợ giảng và một nhân vật khách mời. Đó, thì hôm nay rất là vinh dự được mời đến đây người có thể nói là siêu mẫu trong số siêu mẫu, một ngôi sao mang bạc. Đó, đó là anh Trinh. Hello, anh Trinh à. Xin chào em. Hello, anh Trinh. Xin chào mọi người. Nếu các bạn đã xem trên YouTube hay là xem các TVC quảng cáo thì các bạn có thể là thấy anh Trình trên đó rồi. Đó, hôm nay rất là vinh dự được mời tới đây anh Trình để mà cùng hướng dẫn tập luyện nha. Hôm nay em sẽ kêu anh là thầy Trình. Thầy Trình với thầy Cường sẽ hướng dẫn các bạn nha. Ok. Thầy Trình là cao 1m bao nhiêu ạ? Anh thì 1m65. Nói chung là thầy Trình cao trên 1m8 đó. Thầy Trình tập gym được bao lâu rồi? Anh thì tập cũng gần 10 năm rồi. 10 năm rồi nha các bạn. Anh cũng gần 10 năm. Và xuất phát điểm của anh thì cũng là một người gầy lên. Thì hồi đó thì cũng mình cũng là từ gầy và mình có động lực từ những cái lời chê của người thân trong gia đình. Rất là cao nhưng mà ốm à. Nên là lúc mà anh vô Sài Gòn á dạ. Thì là anh đi kiếm phòng tập tập luôn. Thời gian đã có rồi thì sẽ có một cái nhắc bạn nhân vật khách mời là một người chưa bao giờ tập gym hết. Để mà thầy với thầy Trình hướng dẫn xong thì bạn đó sẽ xem và tập. Nếu mà sai thì thầy với thầy Trình sẽ sửa luôn. Hôm nay rất là vinh hạnh khi được mời tới đây một chúa tể vòng 1 cơ trưởng, một nữ cơ trưởng, khách mời nữ lần đầu tiên xuất hiện trên nghe kênh vlog quá. Của mình. Nghe hấp dẫn quá mọi người ơi. Đó chính là Bell. Ok. Oh, come Bell. Đó rồi. Bell trước giờ có tập gym chưa? Chính xác là tập được 2 buổi. Hai buổi rồi. Cách đây chắc cũng 3-4 năm rồi. Ok, thì thầy với thầy Trình sẽ hướng dẫn tập trước. Rồi sau đó Bèo thì sẽ đứng sau để mà quan sát. Sau khi thầy với thầy Trình hướng dẫn xong thì Bèo sẽ vô tập. Ok. It's time to be someone I wanna recognize. Ok, thì bài tập đầu tiên là squat. Đây là nữ hoàng của các bài tập. Muốn mông to to hay là săn chắc thì tập bài này đầu tiên. Đầu tiên cái chân này. Cái chân là đứng rộng ngang vai. Hai cái mũi chân thì chết nhẹ ra một xíu. Đây là cái form chuẩn của bài squat. Đa số các bạn vào phòng gym là các bạn sẽ gắn squat là gắn sát bên này đúng không? Nhưng mà thật ra là phải gắn ở sau sau này đó. Cái gắn ở sau cái vai một xíu. Ok, để thầy lên luôn cho các em dễ hình dung ha. Xuống này. Xuống này, lên. Đó. Nhớ xuống á. Xuống hay lên là cái lưng đều phải thẳng hết. Chắc cái form lại là được. Xuống này. Lên. Đó. Thì nói chung nhìn thấy đơn giản là thôi nhưng mà tập rất là khó nha. Bài này phải mất rất nhiều thời gian để mà tập đúng cái form. Squat thì mình tập mình sao cảm thấy thoải mái nhất là được. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À, thoải mái nhất là tốt. Mà bên cạnh đó mình cũng tuân thủ một số cái nguyên tắc cơ bản, giống như là cái gối mình xuống thì phải theo hướng mũi chân. Hai cái mình phải đi cùng hướng với nhau. Hai cái mà bị lệch thì nó sẽ bị chấn thương cái khớp gối của mình, không tốt cho khớp gối. Đúng rồi, đầu gối là xuống là chỉa ra đúng không? Chỉa ra đó. Theo hướng mũi chân. Đó ha, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Cái đó là cái nguyên tắc cơ bản và đúng chính xác đó. Và mình phải gồng cơ bụng mình lại. Cơ bụng mình rất quan trọng nha mọi người. Mình siết cơ bụng thì mình sẽ có lực lên, mình đẩy hông lên dạ. Nó sẽ giúp được cái lực của mình lên sẽ tốt hơn và nó bị thẳng, không có bị lắc lư. Thứ nhất là chúng ta sẽ tay đặt lên đây và đo sát ngực ha. Mình bước nửa bước lên đó, mở chân ra và sau đó chúng ta đưa lên, gánh lên vai của mình nha mọi người. Đó, rồi mình rắn.
Rồi, mình ra tư thế mình sẽ đúp tư thế squat này, đó. Thì mình có thể rộng ngang vai hoặc là rộng hơn vai xíu cũng được ha. Không sao, quan trọng là chúng ta thấy thoải mái. Và tiếp theo chúng ta sẽ siết cơ bụng lại ha. Rồi mình xuống. Đó. Siết cơ bụng lại thì mình xuống rất là thoải mái, lúc lên thì mình có thể đánh nhẹ hông lên một tí cũng được ha. Rồi, siết bụng lên đánh hông. Xuống hít và lên mình thở ha. Đúng rồi. Như thế này thì chúng ta có thể gắn cả ngày luôn cũng được. Thì mọi người có thể lưu ý là cái vai này với cái chân này nó sẽ là một đường thẳng á, nếu để ý á. Đúng rồi, đường thẳng ha. Cái mông á là mọi người đừng cố để chu mông ra trong cái ba sổ quát này nha. Rồi, chúng ta sẽ đưa vô. Hơi gánh xíu mà thấy to quá cực. Thầy sẽ nói sơ qua những điểm sai mà các bạn hay mắc phải trong ba squat này. Đầu tiên là cái đầu gối này. Đó nó phải hướng mũi chân. Thì hướng mũi chân được là rồi. Nó sẽ hướng ra. Đó là cái thứ nhất nha. Mà các bạn tập thì kiểu như là tập nặng quá á, thì người ta sẽ bị chậm gối lại, người ta lên này. Cái lỗi thứ hai á, khi các bạn squat xuống sâu quá á, thì cái lưng này nó sẽ bị cong. Đó, cái này là rất ý người biết nha. Đó, con này khi dài đúng không? Dài lại thay lưng thẳng đúng không? Nhưng mà xuống nữa là cái này bị cong xuống. Đó, mọi người để ý này đó, xuống như là lưng thẳng đúng không? Xuống nữa nó nằm kèm xuống này. Đó, cho nên là xuống vừa phải thôi, đừng là xuống sâu quá. Cái lỗi thứ ba á là đối với các bạn mới tập thì đừng ham tập nặng quá. Đúng rồi, nếu tập nặng thì cái người nó bị bắt dễ bị mất thăng bằng, nó bị lắc lư. Đúng rồi. Nó sẽ dẫn đến cái việc dễ bị chấn thương, thì nên chọn mức tạ nhẹ vừa sức để mà tập. Ok, thì xương xương qua ba lỗi vậy đi, thì từ từ thầy sẽ ta đeo vào tập để mà tìm ra tiếp những cái lỗi sai nha. Đây là hình ảnh mô phỏng lại hai kiểu tập squat của thầy và thầy Trình. Ở kiểu của thầy nó sẽ ăn nhiều hơn vào phần đùi, còn kiểu của thầy Trình nó sẽ ăn nhiều hơn vào phần mông. Nhưng nhìn chung ở cả hai kiểu lưng đều phải thẳng và đường đi của thanh đòn luôn là cái đường thẳng đứng. Sau khi thầy với thầy Trình hướng dẫn xong thì thầy sẽ mời Bell là một người chưa bao giờ tập gym vào tập để mà xem thử là những người mới tập thì sẽ sai những cái gì. Nãy giờ em có nghe thầy với thầy Trình giảng không? Có. Thấy sao, có hiểu không? Hiểu sơ. Ok, thì đầu tiên thì thầy sẽ cho Bell tập không tạ trước nha. Đầu tiên là hai chân rộng bằng vai hoặc là rộng hơn một xíu. Đúng rồi, xuống đi. Đó, thì các em thấy không? Cái đầu gối á của Bell anh sẽ bị chúi tới trước. Mỏi quá. Đó. Thì ở cái bài này á, lưng cũng chưa được thẳng lắm nè. Xuống đường dài. Đó, đeo Bell nó bị lỗi này nè. Đó, cái trọng tâm á thì mình sẽ chia đều trước sau luôn, em là đang dồn thì phía trước. Đó thấy không? Xuống nè. Đó thấy không? Còn em Bell đang như vậy. Đó. Cái đuôi cái dài. Cái đuôi của em nằm vẳng bị chúi tới trước rồi. Nhìn thấy khó không? Mỏi. Mỏi. Xem thầy tập nè, thầy bắt cái này được ra cái lỗi của em rồi á, nhưng mà giờ thầy nói em tập cũng như vậy à. Coi cứ nhìn thầy tập nè. Xuống nè. Sửa lỗi cũng được. Được chưa? Xuống. Em thấy cái tướng của em tướng thầy khác không? Thấy cái đầu gối không? Sao? Đầu gối của em là dày rồi. Em bị dày. Đó, em phải ngã người ra một xíu nữa. Thầy giờ thầy mỏi quá, giờ thầy sẽ kêu thầy Trình vô sửa giùm em Bell nha. Em này lì quá lì rồi. Thầy Trình, ok, thầy Trình sẽ dạy em Bell nha, em Bell giờ thầy dạy hết nổi không? Đó, bây giờ đó, cho thầy Trình dạy em Bell đi. Thầy đi uống nước á, thầy mệt quá. Thầy ơi, em cũng uống nước. Em đã tập đi. Thấy ca của thầy Cường quá dạy không thầy Trình? Toát mồ hôi luôn. Ca này khó nha mọi người. Cái okay. Này khó thiệt, tại nó khó thiệt. Giống như quan sát của thầy thì thấy bạn Bell đang mắc một số lỗi cơ bản. Và đó cũng là cái lỗi thường gặp của những người tập gym. Đó chính là cái gối mình sẽ bị chúi tới trước nha mọi người. Đó, cái đó là nguyên nhân bắt nguồn từ việc mình sợ té. Mình sợ bị ngửa, bật ra phía sau té. Và cách khắc phục của bài này thì rất là đơn giản. Bắt đầu mình setup tư thế squat mọi người đúng không? Rồi. Thì Bell sẽ, đúng rồi, setup giống như anh. Tay mình để phía trước. Cơ bản vẫn là siết cơ hông. Và cái người mình nó sẽ không bị lắc lư. Rồi, mình xuống, bắt đầu xuống từ từ nè.
người em hơi chúi tới trước xíu nè, chúi tới xíu nè, đúng rồi, rồi xuống sau cho anh và mở gối ra, đó đúng rồi, tốt hơn đúng không? Rồi mình lên thở ra, đúng rồi đó, ok đẹp hơn rồi đó Bell, đúng rồi, lên mình thở ra đó, ok bây giờ Bell tự làm cho thầy coi, chúi người em tới một xíu, đúng rồi, tự tin lên xíu bụng, đúng rồi, xuống mở gối ra xíu đó, rồi ok, đúng rồi, gồng bụng lên. Rồi, nếu mà các bạn vẫn tập như thế này mà vẫn không được nữa thì mình có cách khác nữa. Gặp thầy thì là đủ cách hết, không có bó tay được. Thường những phòng riêng của mình sẽ có quả bóng thì mình sẽ đặt phía sau lưng. Thì giúp học viên của mình đỡ cái lưng lại thì mình squat nó sẽ không bị cong lưng và xuống nó thoải mái hơn. Hôm nay phòng mình cái bóng nó bị xẹp rồi. Cho nên mình sẽ dùng cái ghế này để mình squat một cách dễ dàng hơn ha. Rồi. Mình sẽ squat dưới ghế. Ngồi đây hả? Dễ thôi. Bài này giống như mình ngồi ghế thôi ha. Rồi, thứ nhất là mình để cái ghế này. Thứ hai mình cũng set up tư thế squat y chang. Rồi, mình xuống thôi. Đúng không? Đơn giản không mọi người? Đó. Đầu gối hướng theo mũi bằng chân và thẳng lưng. Rồi, mình cứ đứng lên ngồi xuống thôi. Nó là ngồi ghế thôi, đúng không? Giống mình ngồi ghế đúng không? Mình cũng ngồi ghế, mình thẳng lưng nè. Đó. Thẳng lưng, đúng không? Bình thường mình ngồi ghế vậy đúng không? Rồi. Ok, rồi, Bell, Bell vô đây. Bell, em này lì quá thầy, chú ơi, có thể tình có vậy được em này thôi. Rồi, em ngồi ghế sao? Thẳng lưng lên, rồi, mở hai chân em ra. Thẳng lưng lên. Rồi, mở chân em rộng ra xíu nữa. Rồi, ok, rồi Bell ngồi đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt không rồi đó. Chúng khỏi cần chỉnh luôn đúng không mọi người? Đó, bài này giúp cho những bạn mới tập hoặc tập squat không được thì mình sẽ tập dưới ghế ha. Tay mình có thể để giày. Tay vậy mới đi tập có bông cái ghế theo hả? Không, phòng gym có ghế rồi, yên tâm. Nó có gì vậy? Thì em phòng gym này không có ghế. Rồi. Ok. Tập. Rồi, 4 tiếp. Không, tập 2 cái nữa được rồi, 2 cái nữa, 1 cái rồi, cái cuối đi. Nằm lên. Em tập nữa, chút mà mấy bạn kia em tập không được nữa, thầy mệt lắm. Ok, rồi. Như chồng thầy chắc xử thầy luôn. Giống con thi. Con thi em. Gì nè. Thì đó. Còn một cái điểm nữa mà cái bài này thầy chưa nhắc các em á, là cái mắt của các em á phải hướng thẳng vô ngoài gương, đừng có nhìn xuống hay là nhìn đâu hết á. Cái người này cái mắt này hướng thẳng về trước đó đó ha, nhìn thẳng về đúng trước. Rồi nhìn thẳng về trước đó. Cái bài này là nữ hoàng của các bài tập mông rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bài vua của các bài tập, đó chính là deadlift. Đây là một bài tập compound bao gồm tất cả các nhóm cơ, đặc biệt là mông, đùi với lưng. Thì ok, deadlift đây rất là khó tập nha. Sau cái bài squat là cái bài deadlift là mọi người tập sai nhiều nhất. Ok, thì deadlift, để đúng form deadlift thì đầu tiên là phải làm sao? Hai chân này nè là đứng hẹp lại sát vào cái thanh tạ này, đừng có đứng đụng cái thanh tạ này đó. Cách cái này là tầm 2 tới 3 cm là được. Hai cái tay này, một cái tay cầm dài, một cái tay cầm như này. Đó, để mà chắc cái thanh tạ lại. Đó. Vị trí xuất phát này đó đó, ở vị trí xuất phát là nếu mình muốn đúng form là cái hông là sẽ ở giữa cái cùi chỏ với cái đầu này sẽ đúng. Các em lỗi sai của các em hay học gặp ở phòng gym là các em deadlift mà các em dùng cái tư thế của squat lúc khởi đầu là sai đó, ví dụ vậy là sai nha. Đó, đầu tiên là phải vậy đó. Ok, thầy sẽ lên luôn. Lên là lên thẳng, đừng có dày quá như là sai nha. Đó, lên vừa đủ, lên sao xuống vậy, xuống nè, xuống là xuống cái lưng trước, xuống 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 đó, xuống đây là đó, thả xuống. Đường đi của thanh tài này nó sẽ đi thẳng lên một cái đường, đi sát vô người là đúng đó. Các em nhớ hai cái điểm cốt lõi ở cái bài này là cái thanh tài nó sẽ đi thẳng từ dưới lên, không có sụp sạch. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là cái chân đứng sát vô thanh tạ, cách thanh tạ tầm 2 đến 3 cm là lý tưởng. Cái này là mức tạ nhẹ, mình sau này mình tập cái mức tạ nặng á thì nó sẽ đòi hỏi cái lực của cái hông nhiều lắm và bụng rất là nhiều, cho nên là cái cơ bản nhất của squat và deadlift vẫn là siết bụng và gồng bụng đánh hông. Đó là cái điểm cơ bản nhất. Và cái điểm thứ hai đó là lúc mình xuống và lên đó phải thẳng lưng. Có một số các bạn thì bị cong lưng, cái tư thế này thì rất là dễ nó bị đau lưng, chấn thương lưng mình. Đó là hai cái điểm chúng ta cần lưu ý thêm. Một cái điểm nữa là khi lên á là các em á muốn mà lên dở là các em tưởng tượng như là các em đạp từ đất đạp lên đó, để nó đó như vậy đó, không muốn nếu muốn dở
là các em tưởng tượng các em đạp lấy cái lật này, đạp đạp từ dưới đạp lên. Nó sẽ dễ cho em không? Deadlift thì cái tên của nó là đã nói lên tất cả rồi. Nó nếu mà mình sử dụng không đúng kỹ thuật nó rất là nguy hiểm ha mọi người ha. Thì chúng ta mới thì chúng ta sẽ tập đến mức tạ nhẹ thôi. Thì chúng ta đứng chân hơi hẹp hoặc là rộng ngang vai cũng được ha. Chân sát vô xíu thì càng tốt. Đó. Rồi chúng ta xuống sit up tư thế. Chúng ta cầm tay giày cũng được hoặc là cầm kiểu thay cường vẫn được nha. Cơ bản nhất vẫn là lưng chúng ta thẳng nè ha. Rồi chúng ta siết bụng từ dưới luôn. Siết bụng từ dưới luôn ha. Thẳng lưng, siết bụng. Đó là thẳng lưng. Đó. Tư thế ngồi xổm á, mình chúng ta tư thế ngồi xổm á. Xong là mình lên, đánh lên ha. Đó, đúng rồi. Thanh tạ mình lên xuống là đều sát chân mình luôn nha mọi người. Sát chân luôn ha. Rồi mình xuống lại tư thế ngồi xổm nè ha. Như thế này chúng ta sẽ tránh bị đau lưng và chúng ta sẽ cái lực tốt hơn. Đó, một số bạn thường xa là bị cong lưng vậy nè. Đó, đó thì chúng ta bị lên là bị đau lưng rất là nguy hiểm. Tư thế này thì đồng thời chúng ta sẽ siết cái vai và xô lại luôn ha. Để chúng ta phát được lực tốt hơn. Rồi, bài này lưu ý thì những người có tiền sử đau lưng hoặc là chấn thương cột sống thì chúng ta sẽ tập nhẹ thôi. Hoặc là chúng ta sẽ tập dưới thanh tạ không. Hoặc là mọi người có thể trang bị cái đai lưng. Hoặc là chúng ta sử dụng đai lưng. Ngồi xổm thẳng lưng nè ha. Các em thấy đấy nè. Cái cổ trái cái đầu gối nè, song song với nhau nha. Đó. Rồi, cái người khi xuống là phải thẳng lưng. Thẳng lưng ha. Cái mặt lúc nào cũng hướng tới trước hết. Đúng rồi. Bà này nè, bắt buộc luôn á, là không là phải ở giữa cái cổ trái với cái đỉnh đầu này. Đó. Đó là một động tác sit up đúng ngay từ đầu. Đó. Thì lên là ok thay trình lên. Đó hay không? Đó, lên thẳng lưng. Đít khó lên là siết đít lại đó siết đít để siết mông lại để cho nó ăn nhiều hơn. Ok xuống thanh tạ sát vô chân luôn nha mọi người. Đúng rồi, thanh tạ sát vô người, sát vô người mình luôn ha. Đúng rồi, thanh tạ lúc xuống thì mình cũng giống vậy luôn. Thôi hôm nay thì bail bài này cũng khá là khó, đối với các bạn nam thì cũng rất là khó rồi. Bail thì mới tập cho nên là mình sẽ tập cho các bạn cái form cơ bản thôi, chứ đúng 100% thì mình sẽ có thời gian mình tập luyện và mình trải nghiệm nó mà em suy nghĩ về nó nữa. Yeah. Thì nó mới đúng được 100%. Chứ hôm nay anh cũng không yêu cầu em là phải đúng 100%. Hôm nay các bạn chỉ yếu là mình focus vô thầy Trình và thầy Cường. Còn bạn Bell là hôm nay bạn cũng mới và bài tập này rất là phức tạp và đúng, rất là khó, cho nên là Bell sẽ là minh họa đúng cơ bản tầm 50% là được rồi. 20%. Rồi Bell. Rồi cái này thì nó hơi thấp cho nên là mình sẽ đứng sát vậy thôi là được rồi ha. Rồi em đứng hai chân rộng ngang vai đúng không? Rồi tư thế em lấy là tư thế em ngồi xổm. Đó, em cứ nhớ ngồi xổm cho nó dễ ha. Ngồi xổm là ừ, ngồi xổm là dày á. Ừ, hồi xưa giống như mấy đứa nhỏ mình hay ngồi xổm để mình lấy đồ chơi này nọ đó. Đó, nếu mình giống như này ha. Đó, ok. Thẳng lưng. Rồi. Lúc em lên thì mình sẽ đưa sát vô ha, là mình lên thôi. Đó, cơ bản rồi, lúc em xuống cũng vậy. Hít lên là mình thở ra ha. Thanh tạ lên xuống sát người em luôn ha. Đó. Và em nhớ thẳng lưng là được. Lưng, thẳng lưng, chúi tới trước. Rồi, đơn giản vậy thôi. Anh không yêu cầu em gì khó khăn đâu. Rồi, vô. Em chỉ cần tập trung vô cho anh xíu là được. Rồi. Vô nè. Ok, vô đi. Hai khi đứng sau chỉnh nha, đi lên. Rồi. Xuống đây, thầy Trần cứ dậy nha, thầy Trần cứ dậy đi. Rồi, mở gối nè. Mở gối em nè, đúng rồi. Rồi, sát cái chân vô. Cái mũi chân. Cái mũi chân thẳng lên xíu, đúng rồi, đừng có rồi, được rồi. Rồi. Rồi, lên đi em. Đúng rồi, nhớ mở gối ra chờ. Tốt hơn rồi đó, cứ xuống đi. Đó, đúng rồi, được hơn rồi đó. Lên. Đúng rồi. Đúng rồi, tốt rồi nè. Tiếp. Tiếp đi, cái cây nhớ là phải sát cho người. Đúng rồi, đó. Mở gối em ra. À, đây là cũng là một cái lỗi mà những bạn mới tập hay bị, đó là xuống mình bị túm cái gối lại. Dạ. Cái đó là do mình không có chịu siết cơ hông, nên là cái gối mình nó sẽ yếu và mình hay có xu hướng là túm lại ha. Tập xong thấy sao? Mỏi. Mỏi ra còn gì nữa? Rất mỏi. Vui không? Vui không? Vui không? Vui. Vui về mặt quẹo dưới em. Vui. Vui mặt quẹo. Rồi. Ok, thì đó là xong cái bài deadlift này. Ở cái bài deadlift này rất là khó, cho nên là thầy biết là các em nãy giờ xem thầy và thầy Trình nói thì cũng có nhiều chỗ không hiểu. Bởi vì thật sự bài này là khó nhất trong số các bài mà thầy thường tập, đúng không thầy Trình? Đúng rồi. Bài này sẽ là bài tập mông rất là thấm nha các em. Bài này rất đơn giản luôn. Thì đầu tiên đó thầy đó các em để tạ lên chỗ cái hông của em này.
Ok, thầy sẽ tập này, các em nhìn theo là biết tập à, chứ bên này cũng không cần hướng dẫn gì nhiều đâu. Đó, các em ngửa người lại này. Rồi. Đó, đẩy mông lên, siết lại. Đó, giữ giữ tầm dài dài á. Đó là xuống. Xuống xuống sâu. Lên, lên sát. Lên cao lên. Đó, siết mông lại. Và hai cái chân này nè, các em để rộng hay để hẹp gì đó tùy các em nha, nhưng mà các em cảm thấy nó vô mông nhiều quá thì các em nên ấy, cái này là tùy người nha. Thầy thì thầy được để vừa phải. Xuống. Lên. Đó, siết lên cái mông lại, đẩy lên. Đó là cái kỹ thuật của bài này ha. Bài này là cũng là một đối thủ nặng ký của bài squat. Sau bài squat là bài này thì vẫn là đang giống như là trend á, ta đang tập bài này rất là nhiều. Đúng rồi, bài này em thấy vô mông rất là đẻ luôn á. Bài này thì nó sẽ focus vô mông nhiều hơn bài là squat. Squat thì chúng ta sẽ hay vừa mông và vừa đùi. Thì mình có thể là mình dùng cái khăn hoặc là một cái miếng nệm. Đúng rồi. Để mình lót vào để mình không bị đau ha. Và hồi nãy bạn thấy thì là thầy Cường sẽ cái thanh tạ sẽ nằm ngay cái hông của mình. Đúng rồi, đừng có để lên cái kia nha các bạn. Hư hàng hóa hết á. Thầy Cường vô đi, để anh minh họa cho nó dễ. Thầy Trình á là theo kiểu là phải chuyên nghiệp nha, còn thầy á là vô đúng phương thì chơi luôn. Đúng rồi, cái này anh sẽ hướng dẫn cho các bạn dễ ha. Rồi, cái mình sẽ dựa vai vào cái ghế ha, vai mình sẽ dựa vào ghế. Rồi, hai chân của mình rộng ngang vai. Rồi, song song với nhau. Và lúc mình hạ xuống thì không chạm đất nha mọi người. Không chạm đất. Và lúc mình nâng lên thì là tầm 5-10 cm. Chúng ta canh sau cái lưng chúng ta song song với cái sàn nhà là ok ha. Lúc mình lên mình siết hông mình giữ tầm 1-3 giây. Thì nó sẽ vô được cái mông của mình nhiều hơn. Nãy giờ con nghe thầy với thầy Trình giảng không? Có chưa? Rồi có hiểu không? Hiểu chưa? Đẩy người nữa, đẩy nữa. Rồi đúng rồi, xuống đi. Lên. Người đã sát rồi. Vậy hai cái tay tao ở đâu? Hai tay giờ chăm hai đi nè được, cho nó giữ thăng bằng lại. Ừ, đúng rồi, xuống đi. Đúng rồi. Cái chân có thể ra một xíu thì cho nó dễ không được. Rồi xuống đi. Lên. Xíu cái mông lại. Đó vô không? Kìa chạm đặn vô không? Vô cái mông. Xuống, ok, xuống. Nói chung bài này dễ lắm các em cứ tập là nên tự đúng không? Đó, được rồi. Không cảm nhận được nha. Cảm nhận được đúng không? Bài này cảm nhận rõ. Nó dễ tập hơn bài squat với deadlift. Nếu mà các em mới vô thì thầy nghĩ là nên ưu tiên tập bài này. Ok. Thì sau khi tập xong thấy sao? Thấy nó dễ hơn bài kia. Nó dễ, nó ăn nhiều hơn bài kia đúng không? Dạ, bài kia kỹ thuật của em là vẫn chưa có đúng cho nên là sẽ không ăn nhiều. Sau khi xong ba cái bài kia thì giờ thầy sẽ tập đùi nha. Cái bài này tập với máy cho nên một mình thầy tự tập được rồi. Bài này rất là dễ luôn. Thì bài này bình thường các em sẽ đẩy như này nè. Đó, thì cứ ngồi lên đẩy như này thôi. Cái lưng thẳng ra rồi cái người thì đẩy như này thôi. Nhưng mà thầy không có đẩy theo kiểu này. Thầy đẩy một chân, nghĩa là thầy chỉ đẩy lên như này. Đó, thấy không? Đó, nó sẽ ăn nhiều hơn. Đó, thì thầy thường tập từng chân nha. Đó, thấy không? Đó, lên, giữ, xuống, chậm, lên. Đá ra giữ lại, xuống chậm. Đó, bài này là vô đùi, giúp đùi của các em săn chắc. Đó, tương tự chân này bao nhiêu cái thì chân này bấy nhiêu cái thôi. Đó, thấy chưa? Lên, xuống chậm, lên nhanh giữ lại, xuống chậm, kiểm soát, lên nhanh, xuống chậm, kiểm soát. Đó, thì ở mỗi chân thì các em nên tập 4 hiệp và mỗi hiệp từ 10 tới 12 cái. Tại thì tập từ nhẹ tới nặng. Want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. If I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that. Thì ok, đấy là xong cái buổi tập thứ 3 của thầy. Là bao gồm squat, deadlift với một bài đẩy hông, một bài đẩy đuôi. Thì đó là kết thúc cái buổi thứ 3 của cái khóa huấn luyện X-Training bao gồm 50 buổi tập của thầy. Hôm nay thật sự rất là cảm ơn thầy Trình nè. Thì không có thầy Trình thì thầy còn không biết làm sao. Chứ giờ cho con đây này nó lì mình kiểu như nó khó hướng dẫn quá. Phải có thầy Trình mới hướng dẫn được nó nha. Chứ thầy là thầy chịu thua rồi. Thầy Trình có gì mà muốn nói với các bạn không? Anh cũng rất là vui để có thể là truyền tải được một số cái kinh nghiệm mình tập lâu năm cho các bạn mới tập luyện.
để có được một cái form mình tập có thể là chuẩn và chính xác hơn, giúp cho các bạn không có bị chấn thương. Trên YouTube hay là mấy cái mà trên mạng xã hội thấy thầy Trình tùm lum hết luôn, phù sống luôn cho nên là mời được thầy Trình đến đây để mà dạy cùng thầy rất là khó nha các em, không phải giỡn đâu. Bữa nay tập thì thấy sao? Thấy mỏi. Không, nhưng mà thật sự là có ích nha mọi người. Có ích sao? Là đó, giống như là Cường X với lại thầy Trình đã chia sẻ thì giống như có thể xuất phát điểm mọi người là một cái body nó không quá là hoàn hảo, nhưng mà cũng qua một quá trình tập luyện nó cũng sẽ đi từ những cái chưa đúng bước đầu giống như mình. Xong rồi qua một quá trình thì mọi người mới có được những body như ngày hôm nay. Thì mình tin rằng một ngày nào đó biết đâu được mình cũng sẽ có được một body ngon hơn. Đúng không ạ? Đúng rồi. Nói chung là mọi người đừng có ngại sai thì mình sửa thôi. Đúng rồi, rất hay à. Trước đây thì Trình cũng như Cường thì hồi lúc đó tập thì ít có ai hướng dẫn lắm. Thì mình cũng tự tìm tòi, và sau này thì may mắn thì Trình đi học thêm một khóa huấn luyện PT. Thì lúc đó mình biết những cái kiến thức trước đây mình tập đều sai hết. Đúng rồi. Không có giống như những trước mình suy nghĩ. Và bây giờ thì mình muốn đem cái kiến thức đó để hướng dẫn lại cho mọi người, chia sẻ lại cho mọi người. Có thể là cái kiến thức gym nó rất là rộng lớn. Đúng rồi, rộng. Chưa chắc gì kiến thức của thầy và Cường là đúng xác, chính xác 100%. Đúng rồi. Mình chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái mình gọi là tương đối là chính xác thôi. Và mình có thể là chưa hoàn hảo, nhưng mình có thể học hỏi ở mình cũng như Cường, và có thể tìm hiểu trên báo mạng hoặc là YouTube, nó còn rất là nhiều thông tin nên mọi người cứ thoải mái và tìm. Đúng rồi, một cái bài tập có rất nhiều kiểu biến tấu. Đúng với rồi. Lại là nó có rất nhiều kiểu tập, cho nên các em nếu mà thích ra thì có thể tìm hiểu thêm ở ngoài để mà hoàn thiện dần dần đó. Không có ai là sai hoàn toàn, cũng không ai là chính xác hoàn toàn cả đó, cho nên là từ từ phải hoàn thiện mình đó. Cái gì mà nói nữa không? Mệt. Mà đi làm đi vậy nè. Mà làm lớn đúng không? Mà đi làm lớn đi lớn à? Mà làm lớn sếp chửi đừng có nói thầy nha em. Nhớ đón xem hai buổi tập tiếp theo của thầy để mà chấm dứt cái khóa huấn luyện X-Training bao gồm 5 buổi mà thầy thường tập. Cái buổi sau là sẽ là cái buổi ngực trên tay sau. Đó, buổi sau nữa là full vai. Thầy nhớ đón xem nha mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. She want me to lock it down but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wanted to ask.